Đoạt quả bóng vàng, Messi chỉ ra điểm sáng duy nhất tại PSG. Messi vừa chính thức giành quả bóng vàng 2023 trong buổi lễ trao giải của tạp chí France Football. Tiền đạo người Argentina đã chia sẻ nhiều điều sau khi có lần thứ 8 giành được giải thưởng, với điểm nhấn đáng chú ý là khoảng thời gian thi đấu tại PSG, khoảng thời gian tại Paris của tôi không diễn ra với nhiều thuận lợi, có nhiều lý do khác nhau tạo nên điều đó. Tuy nhiên, tôi có những người bạn tuyệt vời tại Pháp, các đồng đội. Các con của tôi cũng thích ở Paris vì những người bạn của chúng. Thành thực là tôi và vợ đã phải trả giá rất nhiều để rời Paris. Đáng chú ý, sau phát biểu của Messi, người được cho là thân nhất với El Punga tại PSG là Kylian Mbappe đã lên tiếng chúc mừng người đàn anh của mình, cùng một dòng trạng thái ngắn gọn và xúc tích, nhưng cũng đầy ẩn ý, chúc mừng Leo vì giải thưởng, anh xứng đáng với điều đó, luôn đẳng cấp như mọi khi. Mbappe là một trong những ngôi sao được đánh giá sẽ nối gót Messi và Ronaldo thống trị các giải thưởng danh giá trong tương. Lai like. Việc đã từng có thời gian chơi bóng bên cạnh Messi và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ đàn anh là vô cùng tuyệt vời với Kylian Mbappe. Trên con đường trưởng thành và phát triển trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh, rõ ràng, việc nhìn Messi thêm một lần nâng cao quả bóng vàng là động lực rất lớn đối với tiền đạo 24 tuổi để nỗ lực và cụ thể hóa ước mơ tự tay nâng cao giải thưởng này trong sự nghiệp.